là người rất năng nổ trong công tác từ thiện. Ấy thế nhưng Thủy Tiên gặp không ít sự cố dở khóc dở cười. Nếu như chuyến cứu hộ miền Trung hồi giữa năm 2020 tạo nên bao nhiêu sóng gió cho nữ ca sĩ, từ việc bị chê mặc đồ hiệu đi từ thiện là không có tâm, đến gian lận trong công khai tiền bạc, tưởng mọi thứ đã yên ổn, mới đây một khán giả bất ngờ lại gọi tên ca sĩ Thủy Tiên để đòi tiền. Bằng giọng trách móc, người này cho rằng bên ekip nữ ca sĩ đang gây khó dễ và không có ý muốn trả lại số tiền 30 triệu chuyển khoản nhầm từ đợt cứu trợ miền Trung năm ngoái. Nguyên nhân vụ việc bắt đầu từ ngày 21 tháng 10 năm ngoái, khi nữ ca sĩ phát động ủng hộ miền Trung. Trong đó, người chia sẻ câu chuyện cũng có nhã ý gửi ủng hộ 300.000 cho công tác thiện nguyện. Do bất cẩn mà chủ nhân status đã bấm nhầm số tiền, vừa đẩy con số chuyển ghi lên tới 30 triệu. Trước tình hình đó, người này có liên hệ fanpage ca sĩ Thủy Tiên nhiều lần nhưng có ai trả lời. Đầy bách quá, cuối cùng khổ chủ đã phải tìm và liên hệ với ekip Thủy Tiên để giải quyết sự cố. Sĩ quản lý giọng ca Ngải Tình cũng đã xác nhận vụ việc và hứa sẽ trả lại tiền. Tuy nhiên, thực tế sau nhiều tháng, phía cô gái lên tiếng vẫn chưa nhận được một đồng nào từ ekip nữ ca sĩ. Sau nhiều lần không được phản hồi nguyện vọng, chủ nhân bài đang buộc phải lên tiếng để tìm lời giải đáp từ sự im lặng bên phía Thủy Tiên. Người này còn đưa ra loạt thắc mắc với ý trách móc ekip Thủy Tiên, cứ lần nữa mãi không muốn trả tiền với loạt dẫn chứng như tại sao khi nhận được thông tin không chuyển khoản ngay lúc đó, để tới khi kinh phí đã hết thì mới lấy lý do không tìm được thông tin chuyển khoản. Đến Thủy Tiên nói là chờ sao kê ngân hàng, mình cũng tin tưởng chờ nhưng mãi không thấy đâu. Khi mình tự đi sao kê thì lại bị bên Thủy Tiên hỏi ngược rằng hình trên chứng minh nhân dân và Zalo không giống nhau, trong khi thông tin sao kê đã có chỉ cần chuyển khoản lại là xong. Ekip sợ trường hợp số tiền đó là của nhóm mình đại diện chuyển khoản, nhưng sau đó lấy lý do chuyển nhầm để trục lợi bản thân. Nhưng mình đã đồng ý đăng thông tin công khai lên fanpage và còn chủ động sẽ đăng thêm lên trang cá nhân của mình nữa. Thật ra mình từng có suy nghĩ thôi, coi như mình ủng hộ 30 triệu đi, dù mình cũng đang khó khăn. Nhưng ngay bây giờ mình nghĩ nếu mình im lặng thì bên chị sẽ nghĩ mình là kẻ lừa tiền từ hội nhóm nên im lặng. Vì vậy mình quyết định viết lên đây, người chuyển nhầm tiền chia sẻ. Cuối status, khán giả bức xúc, với một người bình thường, người ta nhận sai tiền còn muốn trả lại đúng không ạ? Còn đây là người nổi tiếng và là người luôn đi đầu trong việc từ thiện. Vậy cho mình hỏi là tại sao việc chuyển khoản lại cho đúng chủ sở hữu lại khó khăn như vậy ạ? Kèm theo đó, vì khán giả này còn tung rất nhiều tin nhắn trao đổi, hứa hẹn của hai bên về sự việc này trong suốt thời gian qua. Tâm sự về hoàn cảnh bản thân, cô gái cho biết mình hiện vẫn ở nhà thuê, không khá giả gì. Số tiền 30 triệu đồng quá lớn, cô đã rất cực khổ để dành dụm. Cũng vì thế mà người này chỉ mong nhận lại được tiền, dù chỉ là 50, cũng đủ vui. Không chỉ vậy, cô gái cho rằng việc phía Thủy Tiên giữ im lặng là không tôn trọng mình. Sau loạt luận điểm, chủ nhân status trách móc tại sao phía Thủy Tiên không im lặng ngay từ đầu mà gieo hy vọng rồi lại im lặng. Bài viết sau khi đăng tải đã nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng. Nhiều người bức xúc với cách làm việc của ekip Thủy Tiên. Trong khi đó, nhiều ý kiến lại cho rằng người này làm ăn cũng thiếu cẩn thận. Vừa có số chuyển khoản bị đội lên tận 2 số không chứ không phải nhỏ nhặt gì mà có thể nói là bất cẩn hay lỡ tay được. Một số ý kiến đưa ra giả thuyết người đăng bài không dùng tài khoản chính chủ nên chỉ có thể tin một phần chứ không thuyết phục hoàn toàn. Đáng nói từ trước đến nay Thủy Tiên cũng chỉ công khai một tài khoản chuyển nhầm 300 triệu đồng. Trước những than thở của nạn nhân nọ cùng những bằng chứng có vẻ xác thực, phía ca sĩ Thủy Tiên vẫn im lặng chưa có động thái giải thích sự việc trên. Câu chuyện một lần nữa lại dám dấy lên làn sóng tranh luận về hành động của nữ ca sĩ. Nhiều người cho rằng từ thiện tại tâm mà cứ biến nọ đến biến kia thế này thì cũng đáng suy nghĩ lắm. Thời điểm miền Trung gặp lũ, cái tên Thủy Tiên là ngôi sao sáng giá, được ví như cô tiên giữa đời thường khi đứng ra nhận tiền ủng hộ của đồng bào để hỗ trợ cho người dân miền Trung. Số tiền càng lớn, trọng trách cũng càng nhiều và đến thời điểm hiện tại, việc giải quyết những sự vụ hậu dự án vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.